Xin chào mọi người, hiện tại thì trên tay mình là chiếc hộp đựng chiếc HTC Desire 630 đua sim. Sản phẩm này thì nó nằm ở cái phân khúc giá rẻ dưới 4 triệu đồng. Đây là hộp của nó, mình thấy là cách đóng hộp của HTC thì rất là đẹp. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có những cái thông số rất là cơ bản thôi. Ví dụ như là nó sẽ chạy con chip Qualcomm này, sẽ có màn hình 5 inch, sẽ có 2GB RAM và sẽ hỗ trợ cái khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 2T. Nói chung là sơ lược vậy thôi, bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Mất công sẽ mất thời gian của các bạn nữa. Ok. Yeah. Đây là chiếc HTC Desire 630 Dual Sim của chúng ta. Wow, ở đây thì chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có tổng cộng là mình thấy là 4 miếng, rất là nhiều màu sắc khác nhau. Những miếng này thì mình có thể lắp ráp nó lại như thế này để chúng ta có thể làm một cái ốp lưng cho máy. Phải nói là HTC lần này cực kỳ là sáng tạo luôn các bạn à. Và đặc biệt thì các bạn có thể gỡ ra để các bạn có thể lắp giữa các màu sắc khác nhau, nếu như các bạn thích màu nào thì các bạn lắp lại. Mình lắp ngược mẹ nó rồi. Ok, như vậy mới đúng này. Đó, nói chung là để cho các bạn xếp hình cũng rất là hay và thú vị. Bạn nào rảnh thì chúng ta đem ra xếp hình. Ok, ở dưới này thì chúng ta sẽ còn có một cái cọng dây này thì chắc là để móc vào cái chiếc HTC Desire 630 này. Nói chung thì khá là dễ thương, trẻ trung. Ngoài ra thì ở đây thì chúng ta sẽ còn có một cái củ sạc. Đây là cái cổng cáp micro USB và đây là cái tai nghe. Tai nghe này thì nhà sản xuất nói là đây là tai nghe dạng hi-rec, chỉ có mặt ở trên HTC 10 nhưng mà nó thì cũng được trang bị trên HTC Desire 630 này. Và đây là chiếc máy HTC Desire 630 Dual Sim. Nói chung là cái cảm giác đầu tiên cầm trên tay thì mình thấy là nó khá là nhẹ và rất là trẻ trung. Ở phía trước này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình có kích thước là 5 inch với độ phân giải là HD. Tuy nhiên thì cái mà điểm mình không thích ở đây thì cái phần viền màn hình nó hơi dày một chút xíu, tạo một cảm giác không có được đẹp. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có camera trước có độ phân giải là 5 megapixel. Bên này thì chúng ta sẽ có loa thoại. Cái loa thoại này thì cũng kim luôn cái loa ngoài. Và mình chú ý với các bạn thì cái loa này với cái loa dưới này không phải là cái dạng loa buông sao, nó chỉ là loa thường mà thôi. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có 3 phím điều hướng, phím home, phím back và phím đa nhiệm. 3 phím này thì nó được đặt ở bên trong của màn hình như những máy của HTC trước mà thôi. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có logo của HTC và cái logo ngoài. Ở mặt sau này thì HTC đã làm bằng một cái chất liệu là nhựa. Và cái phiên bản mình cầm trên tay thì nó có một màu xanh và cái họa tiết chấm bi nhìn cực kỳ là trẻ trung và đáng yêu luôn. Chúng ta sẽ có camera chính có độ phân giải là 13 megapixel. Camera này thì nó hơi to và nó có phần lồi lên một chút xíu. Chúng ta sẽ có đèn flash và logo của HTC. Ở phía dưới này thì lúc đầu mình cứ tưởng đây là cái loa ngoài nữa nhưng mà không phải. Nó là hai cái lỗ để các bạn có thể móc cái cọng dây này vào như thế này để các bạn có thể sử dụng. Nói chung thì mình sẽ để ra một chút xíu, cũng rất là đẹp và rất là thời trang. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái jack 3.5. Ở phía dưới có một cổng micro USB. Cạnh phải này thì đây là cái phím nguồn và phím tăng giảm lượng. Còn cạnh trái là vị trí của khe cắm sim và cũng như là khe cắm thẻ nhớ. Và máy này thì chúng ta sẽ hỗ trợ 2 sim. Thẻ nhớ mà nó hỗ trợ thì một cái dung lượng khá là cao lên đến tận 2T. Nó cho các bạn thoải mái luôn trữ các dữ liệu trong này. Nói chung thì do nó được thiết kế bo tròn 4 góc nên là khi mà mình cầm máy thì mình cảm thấy là nó rất là dễ chịu, không có cảm giác bị cứng tay khi mà sử dụng. Về sức mạnh thì chiếc máy này nó được chạy trên cái con chip Qualcomm Snapdragon 400. Mình hơi buồn chút xíu tại vì con chip này thì cũng khá là cũ. Nó thì sẽ có 2GB RAM và bộ nhớ trong của nó là 16GB. Hiện tại thì nó được chạy trên cái nền tảng là Android 6.0 Marshmallow và được tùy biến lại trên cái giao diện Sense 7 đặc trưng của HTC. Thì mình trải nghiệm mình thấy là nó cho một cái cảm giác rất là mượt, không có độ trễ khi mà các bạn sử dụng. Nói chung là độ phản hồi của máy thì khá là cao. Máy có camera chính có độ phân giải là 13 megapixel. Camera này thì cái phần giao diện của nó thì cũng khá là đơn giản. Và nó sẽ có camera trước có độ phân giải là 5 megapixel. Camera này mình thấy là cho một cái góc cũng không có rộng cho lắm. Nói chung thì cũng vừa đủ dùng, tại vì ở một cái phân khúc giá rẻ như thế này thì mình thấy là chiếc HTC Desire 630 Dual Sim này nó cũng đã trang bị một cái camera xứng tầm trong tầm giá này rồi. Về pin thì máy được trang bị cái viên pin có dung lượng là 2200 mAh. Và hiện tại thì chiếc máy này đang có mức giá dưới 4 triệu đồng. Mình thấy thì trong phân khúc này thì chiếc máy HTC Desire 630 thì nó cũng sẽ đủ đáp ứng cho các bạn sử dụng những cái nhu cầu cơ bản hàng ngày, hoặc là chúng ta có thể chơi những cái game nhẹ chẳng hạn. Và các bạn nghĩ sao về cái chiếc HTC Desire 630 này? Xin mời để lại comment bên dưới video. Hôm sau thì mình sẽ làm một cái bài đánh giá chi tiết, và hoặc là các bạn nào mà muốn so sánh về chiếc máy này với cái máy nào thì có thể comment bên dưới video để mình có thể biết cũng như là so sánh cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đặt thử những cái ốp lưng tặng kèm của HTC xem nó đẹp như thế nào. Đây. Đó. Cực kỳ là đẹp và rất là thời trang, rất là nhiều màu sắc nữa. Rồi, vậy ha. Bye bye các bạn.